kính chào quý vị đến với bản tin thế giới cập nhật lúc 10 giờ của Đài Phát Thanh và Đồng Nai. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua có cuộc họp nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Trung Đông. Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Mỹ Antony Lincoln cho biết ông sẽ làm việc với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về vấn đề này khi hai bên gặp nhau vào cuối tuần. Phát biểu tại cuộc họp, ông Lincoln kêu gọi Hội đồng Bảo an giúp ngăn chặn cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine lan rộng. Ông nói... Các thành viên của hội đồng này và đặc biệt là các thành viên thường trực có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn cuộc xung đột này lan rộng, trong khi cảnh báo Iran và các lực lượng mà nước này hậu thuẫn không được mở thêm mặt trận nhằm vào Israel, ông Lincoln nói. Tôi mong muốn được tiếp tục làm việc với Ngoại trưởng Trung Quốc để thực hiện chính xác điều đó khi ông ấy đến thăm Washington vào cuối tuần này. Ông Vương dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày mai để hội đàm với ông Lincoln và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nhằm giải tỏa một số bất đồng giữa hai nước. Quân đội Israel sáng sớm nay cho biết các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công cơ sở hạ tầng và các bệ phóng súng cối của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan. Theo quân đội Israel, cuộc không kích là hành động đáp trả việc Syria bắn tên lửa vào Israel trước đó một ngày. Quân đội Israel không công bố chi tiết vụ không kích, còn chính phủ Syria chưa đưa ra bình luận. Về vụ phóng tên lửa từ Syria vào Israel, quân đội Israel cho biết hôm qua có hai tên lửa được bắn từ Syria đã rơi xuống các khu vực trống trên vùng đất mà Israel tuyên bố chủ quyền ở Cao nguyên Golan quân đội Israel đã lập tức đáp trả bằng pháo binh vào những nơi mà họ cho là điểm xuất phát của vụ tấn công. Trong lúc này, hoạt động của một số nước nhằm hỗ trợ công dân tại khu vực xung đột Israel-Hamas tiếp tục diễn ra. Tại Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mallet hôm nay cho biết, nước ông đã triển khai thêm hai máy bay quân sự và một số lượng đáng kể nhân viên quốc phòng đến Trung Đông. Cụ thể, ông Mallet cho biết, Úc đã gửi một máy bay Boeing C-17 và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không có khả năng chở khách. Bộ trưởng Malet không cho biết lực lượng cứu trợ sẽ đóng chân ở đâu, nhưng khẳng định họ không ở Israel. Phát biểu với báo giới, ông Malet nói, tất cả những điều này là dự phòng với mục đích là hỗ trợ người dân Úc ở Trung Đông. Tình hình nơi đây rất bất ổn. Cảnh sát Phần Lan hôm qua cho biết đường ống dẫn khí đốt ở biển Baltic bị thiệt hại vào ngày 8 tháng 10, có thể là do một con tàu Trung Quốc kéo một chiếc neo lớn dọc đáy biển các nhà điều tra đã vớt được chiếc neo gần nơi xảy ra vụ việc và đang điều tra xem liệu nó có thuộc về tàu container của Trung Quốc hay không. Theo các nhà điều tra, dưới đáy biển có vết kéo ở phạm vi rộng gần đường ống bị đứt và mỏ neo nằm rất gần hiện trường. Cũng theo các nhà điều tra, một vết kéo hẹp hơn đã được tìm thấy dưới đáy biển kéo dài hàng chục km. Một bên của mỏ neo đã bị gãy. Giám đốc Cục Điều tra Quốc gia NBI, ông Robin Lados vẫn chưa biết hành động này có phải là cố ý hoặc sơ suất hay không. Và NBI đang tìm hiểu xem nếu vụ việc là cố ý thì động cơ là gì. NBI hiện đang điều tra con tàu container New New Polar Beer của Trung Quốc được cho là đã di chuyển phía trên đường ống vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tổng thống của Costa Rica và Honduras hôm qua đã nhất trí đảo ngược các yêu cầu về thị thực ngắn hạn đối với khách du lịch từ các quốc gia tương ứng của họ Động thái này diễn ra sau các cuộc đàm phán trong hai tuần qua để giải quyết tranh chấp. Đầu tháng này, Costa Rica đã đưa ra các yêu cầu thị thực bắt buộc đối với người Honduras muốn nhập cảnh với lý do để tăng cường an ninh. Honduras sau đó đưa ra hành động tương ứng với lý do nhằm đối phó với tình trạng tội phạm gia tăng, bao gồm cả tốc độ lập kỷ lục về số vụ giết người. Điều này đã gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân cũng như giao thương hàng hóa giữa hai nước. Để thay đổi tình hình, tổng thống Costa Rica Rodrigo Chavez và tổng thống Honduras Xiomara Castro đã bàn bạc và đi đến nhất trí rằng du khách sẽ không cần phải xuất trình thị thực cho các đại lý biên giới nữa, trong khi các xe tải được tự do đi lại. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Liberia, bà Davis Data Browne Lansana hôm qua cho biết, cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 tới lịch được đưa ra sau khi kết quả vòng một cho thấy hai ứng cử viên dẫn đầu là đương kim tổng thống George và lãnh đạo phe đối lập Joseph Boakai đều không giành được đủ số phiếu bầu cần thiết. Theo kết quả kiểm phiếu từ 100% điểm bỏ phiếu, ông Guia dẫn đầu với 43,83% số phiếu, trong khi đối thủ Boakai giành được 43,44% phiếu bầu. Chủ tịch Lansana cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vòng 1 đạt mức kỷ lục là 78,86% trong tổng số khoảng 2,4 triệu cử tri đã đăng ký. Quý vị vừa xem xong bản tin Thế giới cập nhật của Đài Phát Thanh vài chủ đề hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.